Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Điều Tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào trước khi mặt trời mọc. Khi trời sáng, thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết mình vẫn còn được sống. Có thể thấy, dù ở ngoài xã hội, họ là những tên giang hồ cụm cán hay những kẻ sát nhân máu lạnh, gây án không ghê tay. Nhưng đến khi bị kết án tử hình, tất cả đều có những diễn biến tâm lý khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Mỏi mệt vì chờ hoài mà không thấy thần chết ghé thăm, có tử tù đã tỏ ra buồn bực, thậm chí còn tự hủy hoại thân thể mình. Họ là những tử tù đang chờ thi hành án ở trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng. Trước đây, dù là giang hồ số má, dù chẳng gớm tay khi gây án, nhưng khi bị bắt rồi bị kết án tử hình, họ đã vô cùng sợ hãi. Ám ảnh kinh hoàng với cái chết, trốn biệt giam, họ đã sống trong hoảng loạn. Thế nhưng bây giờ, trong số họ, nhiều người đã nằng nặc làm đơn để xin được nhanh chóng ra đi. Thiếu tá Lưu Đình Chính, đội phó đội quản giáo, người phụ trách khu biệt giam của những phạm nhân mang án tử hình, trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng bảo, từ khi được gãi đúng chỗ ngứa, khơi gợi những yêu thương dành cho người thân, nhiều tử tù đã thay đổi hẳn bản tính. Ông trùm xã hội đen khét tiếng, kẻ đã hai lần xuống tay giết người Lê Xuân Trường cũng vậy. Có lần tâm sự, Trường bảo anh ta sống vì những người ở ngoài cánh cửa tù. Ngoài việc viết gần 2.000 trang nhật ký gửi con và những người mình thương yêu, Trường còn làm di chúc để chia đất đai tài sản cho các con của mình. Khi tất thảy những việc đó đã xong, trốn biệt giam, Trường bỗng thấy mình thừa thãi. Vậy là sau nhiều đêm đắn đo, Trường quyết định làm đơn xin chết. Lá đơn đầu tiên, tử tù Lê Xuân Trường gửi Chủ tịch nước xin thi hành án tử hình được viết vào ngày 2 tháng 4 năm 2014. Từ thời gian đó đến nay, cứ vài tháng một lần, Trường lại có đơn. Tôi không biết vì lý do gì mà án của tôi đã xử tử từ năm 2008 và tôi đã không kêu oan. Tôi đã thừa nhận là bản án xử đúng người đúng tội, vậy mà giờ đã 8 năm kể từ ngày tôi nhận bản án tử hình mà đến nay tôi vẫn chưa được đưa đi thi hành án. Đây là một phần lá đơn mà tử tù Lê Xuân Trường đã viết. Mỗi lần gửi đơn đi là ông trùm Lê Xuân Trường lại phát phòng đợi chờ. Thế nhưng đó là nỗi ngóng trông đằng đẵng. Ngày trước, hệ có người bị đưa đi thi hành án thì cả khu biệt giam náo loạn. Tiếng khóc, tiếng chửi thề xen lẫn với những lời chào ly biệt não lòng. Ngày trước, Trường cũng chung nỗi hãi hùng ấy. Tuy nhiên, bây giờ thì trái lại. Thậm chí, có lần trêu tử tù này, một cán bộ quản giáo đã dọa, chuẩn bị lên Hà Nội đi tiêm. Với những tử tù khác, nghe câu nói ấy thì có lẽ là hồn siêu phách lạc, nhưng Trường thì cứ cười toe toét bảo, thầy lại đùa em rồi, em chắc chưa chết được. Giống như trùm giang hồ Trường Trộm, Đỗ Văn Hòa ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, khi ở ngoài xã hội cũng là một đại ca khét tiếng. Hòa nghiện ma túy nặng và cùng đám đàn em mưu sinh nhờ tổ chức sòng bạc. Hòa từng có 2 tiền án, trước thời điểm khoác lên mình bản án tử hình bởi tội danh giết người, Hòa cầm cái tại một sòng bạc tại xã An Tiến, huyện An Lão. Việc kiếm ăn đang thuận buồm xuôi gió thì nhóm giang hồ khác tới giành thị phần. Thấy địa bàn của mình bị xâm phạm, Hòa đã ra tay dàn mặt đối phương. Trưa ngày 31 tháng 7 năm 2011, dắt khẩu súng tự chế theo người, Hòa đến thẳng sòng bạc của kẻ mà mình cần thanh toán. Tới nơi, thấy đối thủ Đỗ Anh Tuấn, chú ở xã An Tiến, An Lão, đang cầm cái sóc đĩa, chẳng nói chẳng rằng Hòa đã xuống tay. Phát đạn nhắm thẳng gáy đã khiến đối thủ của Hòa đổ gục. Thấy đại ca của mình bị hạ sát, đàn em của Tuấn đã mang mã tấu và kiếm, xông vào tận nhà Hòa để báo thù. Tuy nhiên giáp mặt, thấy Hòa rút súng bắn, đám lâu la này đã hoảng hốt bỏ chạy toán loạn. Ngay sau khi nhận được tin về vụ trọng án, công an Hải Phòng đã lập tức vây giáp, biết không thể trốn thoát, Hòa đã đầu thú và giao nộp khẩu súng gây án của mình. Ngày 1 tháng 3 năm 2012, với hành vi phạm tội của mình, Hòa đã bị tuyên án tử hình. Thiếu tá Lưu Đình Chính kể, không giống với các tử tù khác, Hòa tỏ ra bình tĩnh, chấp nhận mọi chuyện đang xảy đến với mình. Tuy nhiên, khi người thân đến thăm, Hòa đã khóc rất nhiều. Không muốn thấy những giọt nước mắt của thân nhân trong những lần vào trại thăm nuôi nữa. Ngày 4 tháng 3 năm 2013, Hòa viết đơn xin được thi hành án tử hình. Và cũng như ông trùm Trường Trộm, Hòa đã đêm ngày mong ngóng điều tồi tệ nhất của kiếp người, ấy là cái chết sẽ nhanh chóng đến với mình. Đến thời điểm này, Hòa đã 3 lần viết đơn xin được đền tội ác. Lê Xuân Trường đã có gần chục năm sống trong chốn biệt giam, Đỗ Văn Hòa thì cũng đã có gần 5 năm chỉ quẩn quanh trong 4 bức tường lạnh lẽo. Khác với Trường và Hòa, tử tù Bùi Trọng Nghĩa mới đăng ký tạm trú ở khu biệt giam được hơn 1 năm,
Nghĩa lĩnh án tử vào cuối năm 2014, thế nhưng anh này cũng làm đơn xin chết sớm. Nghĩa sinh năm 1984 ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, vốn là thành phần giang hồ máu lạnh và cũng chính bởi dòng máu lạnh này mà Nghĩa đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù không có mâu thuẫn gì, nhưng với bản tính côn đồ, Nghĩa đã cùng đồng bọn ra tay sát hại một người đàn ông khi anh này cùng đến nhà người quen của bạn Nghĩa để xiết nợ. Lý giải chuyện từ tù Nghĩa vừa đến đã vội vã xin đi, theo thiếu tá Lưu Đình Chính thì Nghĩa là hình ảnh rõ ràng nhất của một tay anh chị đất cảng, máu lạnh, dám làm và dám chịu. Khi bị kết án rồi biệt giam, khác hẳn với các tử tù khác, Nghĩa không mấy khi tỏ thái độ sợ hãi. Nghĩa cũng viết đơn xin tha tội chết, nhưng khi biết nguyện vọng của mình không thành, chỉ sau 3 tháng kể từ khi viết đơn, Nghĩa đã xin được chết. Khi mong muốn xin chết của mình chưa được đáp ứng, Nghĩa đã tỏ ra manh động, chán nản. Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, có phần điên dại ấy là chuyện tử tù này tự hủy hoại bản thân mình. Thiếu tá Chính kể, Nghĩa đã lấy mảnh xô chậu vỡ, mài sắc và nhiều lần tự rạch vào da thịt của mình. May mà chúng tôi phát hiện can ngăn kịp thời, chứ nếu không thì rắc rối to, thiếu tá Chính nhớ lại. Theo người đội phó này thì chỉ khi anh lấy chuyện tâm linh ra khuyên nhủ thì Nghĩa mới thôi những hành động dại dột. Theo đó, ngồi đối diện với kẻ giang hồ máu lạnh ấy, thiếu tá Chính bảo, anh làm thế là tự xử thì làm sao hết tội được, làm vậy thì nếu có chết đi, kiếp sau anh vẫn là người mang tội. Anh phạm tội với pháp luật thì phải để pháp luật xử lý, có thế thì nợ nần kiếp này mới tiêu tan hết được. Theo thiếu tá Lưu Đình Chính, một nguyên do khiến các tử tù bỗng dưng muốn chết là bởi từ giữa năm 2013, việc thi hành án với tử tù đã được chuyển từ xử bắn sang hình thức mới, nhân đạo hơn là tiêm thuốc độc. Khi phải nhận mức án tử hình, tử tù sợ chết một, sợ tự cột 10, nên khi chờ ngày ra pháp trường, họ thường hoảng loạn. Bây giờ thi hành án bằng cách tiêm thì họ đã bớt sợ hơn. Đây cũng là một trong những nguyên do khiến tử tù muốn được thi hành án sớm, thiếu tá Chính chia sẻ. Cũng theo thiếu tá Chính, ngày trước khi chưa thay đổi cách thức thi hành án thì những ngày ngắn ngủi sống trong chốn biệt giam, tất thảy tử tù đều bị ám ảnh bởi cái chết đau đớn đang lơ lửng trên đầu, thế nên lúc nào họ cũng sống trong sợ hãi. Bây giờ khi được thi hành án bằng cách tiêm thuốc độc thì nỗi ám ảnh hãi hùng trên đã vơi bớt phần nhiều. Không còn phải đối phó với cái chết kinh hoàng nữa, tử tù có nhiều thời gian tĩnh tâm hơn để nghĩ về cuộc đời bão tố của mình. Và cũng chính bởi sự ngẫm đợi đó mà nhiều tử tù đã quyết định nộp đơn xin chết sớm. Họ thấy mình sống không còn ý nghĩa gì nữa, thậm chí có tử tù còn cho rằng thêm ngày nào là người thân đau khổ thêm ngày đó, nên mới quyết định đi sớm cho nhẹ lòng, thiếu tá Chính chia sẻ. Theo thiếu tá Chính, điển hình cho việc xin đi sớm vì sợ người thân đau khổ là trường hợp của tử tù Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1976, ở Chí Linh, Hải Dương. Minh chính là sát thủ trong vụ án vợ cuồng ghen thuê người giết chồng đinh đám năm nào. Theo đó, bởi vì ghen tuông, bà Nguyễn Thị Quyến ở huyện Kim Thành, Hải Dương đã nhờ con rể tìm sát thủ để sát hại chồng là ông Nguyễn Đăng Thụy. Nhận hợp đồng trị giá 31 triệu đồng, Minh đã cùng một chiến hữu của mình tìm ông Thụy thanh toán. Ngày 21 tháng 2 năm 2011, tại xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng, Minh đã gặp ông Thụy và sát hại ông này bằng súng hoa cải. Với tội ác trên, Minh đã phải nhận bản án cao nhất của pháp luật. Những ngày trong chốn biệt giam, Minh phải sống trong dằn vặt tội lỗi. Mỗi khi người thân đến thăm, đặc biệt là sự xuất hiện của đứa con nhỏ, Minh đã khóc rất nhiều. Tâm sự với cán bộ quản giáo, Minh bảo anh ta thương nhất mẹ và đứa con. Người ta thì sung sướng tự hào khi đi thăm con làm cán bộ chỗ nọ chỗ kia, còn mẹ tôi, con tôi thì tủi nhục đi thăm nuôi thằng tử tù chả biết được sống đến khi nào. Đã có lần, Minh nức nở tâm sự với cán bộ quản giáo như vậy. Mặc cảm tội lỗi, không muốn người thân phải khổ sở về mình, nên Minh đã làm đơn xin thi hành án sớm. Đơn xin chết sớm, Minh vừa gửi vào ngày 2 tháng 5 năm 2016 vừa rồi. Trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Tươi, giám thị trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng cho biết, khi tử tù có đơn xin thi hành án, ban giám thị trại cũng đã chuyển đơn theo đúng quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì vẫn chưa có tử tù nào được thỏa ước mong. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối để quay về. Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng như vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả. Bản án lương tâm sẽ đeo đẳng, dày vò những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị.
trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai từ giá như, thì dường như đều đã không còn lối quay về.